Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm và an lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi chiều của ngày 21 tháng 10. Thì con có vừa cập nhật được một nội dung thông tin rất là đặc biệt. Con muốn chia sẻ đến cô anh chị mình thông tin rất đặc biệt cả nhà. Thì theo cả nhà cũng biết đó, thì vào ngày 20 tháng 10 tại khu du lịch Đại Nam vào lúc 16 giờ đã tổ chức một sự kiện rất là đặc biệt. Và mọi người đều trong ngóng từ ngữ là quốc không chuột phát nào của CEO Nguyễn Phương Hằng, quốc ai và quốc người nào. Đó, rõ ràng là vậy ha. Và một điều chúng ta bất ngờ, cô Nguyễn Phương Hằng đã dẫn chúng ta đi bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khi mà cô không nói vì về Sư Minh Tuệ. Và có một người phụ nữ, điều đặc biệt là cô đã nói rằng có một người phụ nữ đã đến khu du lịch Đại Nam, đến văn phòng công ty và đã tìm gặp cô để bàn một số chuyện của một tổ chức phản động. Sự việc này gây hoang mang dư luận và gây cho chúng ta rất là nhiều suy nghĩ trong vụ việc này. Rất là hoang mang dư luận. Và các nhà biết không, khi mà đã đến Đại Nam một tổ chức nhằm lật đổ chính quyền, một tổ chức phản động như thế, thì tại sao lại ngang nhiên dám bước chân vào khu du lịch Đại Nam và phải đi đến văn phòng của cô Nguyễn Phương Hằng để mà nói điều này? Đó là chính miệng cô nói. Sao họ dám hiên ngang như thế? Họ dám làm những điều thế khi đất nước chúng ta đang hòa bình mà. Một tổ chức phản động thì không thể nào mà dung thứ được ở trên đất nước chúng ta. Rõ ràng là vậy. Và cả nhà biết một điều thì cơ quan chức năng họ theo dõi cô Nguyễn Phương Hằng từ bữa livestream đầu tiên mà cô về tới ngày hôm nay, tất nhiên là không bao giờ bỏ sót một cái cuộc livestream nào cả. Con hứa cả nhà mình vậy. Tại vì cô Nguyễn Phương Hằng vừa ra khỏi trại giam An Phước. Và điều bất ngờ, cô chia sẻ rất là nhiều về trại giam An Phước, chia sẻ rất là nhiều về. Và cô còn phải kêu là cơ quan chức năng phải vào cuộc để thanh tra nữa mà. Ha, vào thanh tra luôn. Và đây là cái hình ảnh mà con muốn đưa cho các anh chị mình xem trong buổi chiều ngày hôm nay. Khủng khiếp lắm. Cả nhà thấy gì không ạ? Một cái ngôi sao vàng. Ha. Cái này là các anh chị mình biết rồi. Tuy con đang lật ngược cái máy rồi, con sẽ đọc cho các anh chị mình xem mà nghe ha. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Dương. À, thì cả nhà biết thì vụ việc của cô Nguyễn Phương Hằng đã đi quá xa rồi. Và Nguyễn Xin là một người cũng đặc biệt đã lên tiếng về vụ việc này. Và trước hết con sẽ đọc cái bài này cho cả nhà mình xem một cái, nghe một cái, nghe một đoạn ha. Con mời các anh chị mình thật hết sức là bình tĩnh khi mà chúng ta đọc một cái bài này. Đó. Cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Dương cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhân vật được cho là tổ chức Việt Tân. Con xin nhắc lại, đó là một tổ chức phản động, tổ chức Việt Tân. Và rất là nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao bà ta không báo cơ quan chức năng, báo công an sớm và lập tức, và hoặc là ghi âm, hoặc là chụp hình, hoặc là tạm giữ lại để mà ngày hôm nay là ngày tới ngày 20 tháng 10 của bà ta mới lên tiếng vụ việc này. Có rất là nhiều nghi vấn ở đây và sự việc này sẽ dẫn đến những cái kết cục như thế nào, thì con mời các anh chị mình vào đọc thêm một số mà câu từ trên đây ha. Cần khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ sự việc bà Nguyễn Phương Hằng tố cáo nhân vật được cho là tổ chức Việt Tân hiên ngang đi vào văn phòng Đại Nam để bàn bạc cùng bà Hằng tổ chức lật đổ chính quyền. À, lật đổ chính quyền, khủng khiếp chưa? Nhân dân như bà Hằng đã công khai công bố tố cáo trong phiên livestream vào đêm 20 tháng 10 năm 2024. À, một đêm định mệnh của cô Nguyễn Phương Hằng rồi đó cả nhà. Đây là sự việc đặc biệt nghiêm trọng, gây hoang mang trong nhân dân và dư luận, vì không ai hiểu bằng cách nào tổ chức Việt Tân lại dám công khai đi vào và nói chuyện một cách như vậy. Và từ sự việc đó, cơ quan an ninh điều tra Bình Dương cần khẩn trương vào cuộc điều tra xử lý có hay không tổ chức Việt Tân đang lập kế hoạch bạo động như bà Hằng phát tán trên thông tin, gây lo sợ và hoang mang trong nhân dân. Và nếu có, cần làm rõ ý đồ. Và nếu là đây là một sự thật thì cần làm rõ ý đồ. À, làm rõ ý đồ có nghĩa là có là phải hốt liền, không để cho nó nhem nhúa, nó bắt lửa,
có nghĩa là vậy. Hút liền tại tay cả nhà. Nếu mà có thì cần làm rõ ý đồ tại sao không tố giác tội phạm ngay. Rõ ràng là vậy. Thì rất là nhiều người hỏi câu hỏi như thế này. Cả chú Hùng, chú Hùng cũng lên tiếng, luật sư Hoàng Vi Hùng cũng lên tiếng vụ việc này. Tại sao mà không báo ngay cho cơ quan chức năng? Tại sao không tố giác tội phạm ngay lập tức với cơ quan công an, và cố tình ghi âm mà cố tình ghi âm ghi hình phát tán trên thông tin đại chúng những lời kêu gọi của tổ chức Việt Tân? Đó, rõ ràng là cái sự việc này nó đi quá giới hạn rồi. Và cô Nguyễn Phương Hằng đã sai từ đầu. Sai từ đầu khi kêu Sư Minh Tuệ, kêu tên Sư Minh Tuệ, và sai từ đầu khi là cô đã dùng từ ngữ là quốc không trực phát nào. Có nhiều người nói rằng là cô đang diễn một vở kịch, và vở kịch nó hạ màn một cách tồi tệ cho cô. Đó, rõ ràng là vậy. Có rất là nhiều người nói rằng là cô đang diễn một cái vở kịch mà cô là một người đang đạo diễn và đóng vai chính luôn. Và nếu mà đây là một sự thật thì cô đang gặp rắc rối rất là khủng khiếp. Mà nếu bằng là không thì cô cũng gặp cấm gói luôn. Rõ ràng là vậy. Và nếu mà như mà cả nhà biết thì cô Nguyễn Phương Hằng luôn nói rằng mình là một người yêu nước, thương dân và cống hiến tất cả vì nhân dân, vì đất nước. Nhưng mà trước một cái sự mà cám dỗ của một cái tổ chức phản động, tổ chức Việt Tân như thế, tại sao cô lại nín thinh? Cô lại không trả lời, không điện thoại cho cơ quan chức năng, không thông báo trực tiếp cho cơ quan chức năng. Tại sao? Cái câu hỏi khó là trả lời, mọi người ai cũng hỏi. Và cơ quan an ninh điều tra tỉnh Bình Dương đã vào cuộc và sẽ thụ lý vụ án này. Đó, sự việc này không có đường nào mà chạy được đâu. Tại vì cô đang trong cái tầm nhắm, cô đang tầm nhắm, tại vì cô mới ra khỏi trại giam An Phước thôi. Và điều đặc biệt, hôm bữa live stream đêm 20 tháng 10 thì cô nhắc rất đến nhiều người. Và điều đặc biệt là nhắc đến Hoàng thượng và Hoàng hậu. Ha, từ ngữ này nó cũng có trong đây luôn. Hoàng thượng và Hoàng hậu. Một trang, một người có tên là Nguyễn Xin, thật ra là không xa lạ đâu cả nhà. Không xa lạ đâu đây. Cái tên, cái nick này là chính chủ Nguyễn Xin, đăng khoảng tầm 1 giờ thôi. Thì con xin tóm tắt và đọc lại cái sự việc này. Anh Nguyễn Xin đã bình luận và viết như thế nào về cô Nguyễn Phương Hằng trước trại giam An Phước, khi mà cô đã đi ra khỏi trại An Phước, và bình luận về quay lại bình luận gì với đến cái trại giam An Phước. Thì theo cả nhà biết á, trại giam An Phước là trại trực thuộc của bộ. Trại giam An Phước là trại trực thuộc của bộ, cũng là nơi chị Hai từng chấp hành án. Ấy vậy mà giờ chị Hai lại bem thẳng mặt. Quả này đúng là căng cực, rất là căng cả nhà. Quá rất là căng rồi. Con nói của anh chị mình sẽ sớm có kết quả thôi. Rất là căng. Khi mà chị Hai COL không đủ bình tĩnh, không đủ bản lĩnh, và những người cố vấn cho cô đi sai một nước cờ. Người ta nói rằng sai một ly là đi một dặm, cô sẽ đi hơn một dặm nữa. Sai hơn, đi sai một ly là đi một dặm, đúng không ạ? Và cô chuyến này cô sẽ đi sai hơn một dặm rồi, xa hơn rất là nhiều. Và tóm tắt sơ bộ cho ai chưa nắm thì hôm qua chị Hai không hề quốc ông Thích Minh Tuệ. Mà ông Sư Minh Tuệ có gì để quốc? Ngài chỉ là người tu tập theo 13 hành đầu đà, chỉ có nồi cơm điện, ba y một bát, và không màng sự đời, không hám danh, không hướng lợi, và không nhận tiền tài vật chất của bất cứ ai. Đó, rõ ràng là vậy. Cô không có lý do mà cô quất được Sư Minh Tuệ hết. Và không có một cái căn cứ về mà quất được Sư Minh Tuệ hết. Không có căn cứ gì cả. Dù trước đó tung live stream tuyên bố sẽ quất không trực phát nào, dư luận hóng theo, cuối cùng mua vé vào thì mới biết chị quất Hoàng thượng và Hoàng hậu, không phải Sư Minh Tuệ. Và Hoàng thượng và Hoàng hậu ở đây thì cả nhà mình có theo dõi thì chắc cũng biết Hoàng thượng và Hoàng hậu là ai rồi. Thì cô cũng nói tên rất là nhiều. Và điều đặc biệt là cô phải kêu rằng là cơ quan chức năng phải vào là vào cuộc, rồi phải là thanh tra. Đó, rõ ràng chưa? Rõ ràng chưa? Thanh tra nữa. Cô, chị Hai của chị Hai Nguyễn Phương Hằng đợt này khó xử lắm cả nhà. Đợt hai chị Hai cái quả từ miệng mà ra thôi, con nghĩ là vậy. Theo sự ví von của chị Hai thì ai cũng biết rằng chị dùng hai đại từ này dành cho ai, có nghĩa là Hoàng thượng và Hoàng hậu là dành cho ai là chắc chắn là ai cũng biết cả, nhưng mà chúng ta không tiện nói tên thôi. Trong phiên hôm qua là ngày 20 tháng 10, chị cũng tố luôn
những việc mà trong thời gian chấp hành án chị đã chứng kiến. Chị Hai cũng khẳng định mình là nhân chứng sống, người thật, việc thật và yêu cầu cơ quan chức năng vào thanh tra. Có nghĩa là chị Hai của chúng ta đã lên tiếng và nói rằng mình là một nhân chứng sống, có thể đứng ra làm chứng luôn, và yêu cầu cơ quan chức năng vào thanh tra. Rõ ràng. Mà cả nhà biết thì trại giam An Phước là nằm trực thuộc của bộ. Đó, trực thuộc của bộ ha. Tóm lại là dư luận đánh giá cũng đúng khi mà bảo chị Hai sẽ không nói về Xuân Minh Tuệ. Đó, rõ ràng là chị Hai, đầu tiên là chị Hai sẽ nghĩ rằng là sẽ vùi dập Xuân Minh Tuệ. Nhưng mà nhờ cộng đồng mạng, cả nhà, nhờ cộng đồng mạng đã lên tiếng đánh phủ đầu chị Hai, cho nên là CEO chị Hai của chúng ta không dám lên tiếng vụ việc này. Chị Hai có thể quốc ai, nhưng mà đụng đến Xuân Minh Tuệ thì không bao giờ được. Tại vì ngài không có một cái lý do gì mà chị Hai quốc được. Và Xuân Minh Tuệ là một người được hàng trăm, hàng vạn người, hàng triệu người yêu mến. Đó là rõ ràng. Và Xuân Minh Tuệ là một cái hiện tượng mà nổi bật nhất trong đất nước chúng ta trong năm 2024. Rõ ràng là vậy ha. Thì cũng rất là cảm ơn chị Hai khi mà không nói về Xuân Minh Tuệ của con. Vậy thôi. Và hôm qua thì chị Hai tố loạn cả lên, gặp ai cũng tố cả. Có mấy câu từ ngữ rất nhạy cảm và không có tính chính xác và không có tính xác thực, nên Nguyễn Xin không dám bình luận và không dám chỉ trích. Và bà con nhiều chuyện thì tìm hiểu. Có nghĩa là anh Nguyễn Xin biết rằng là mọi người mà có muốn tìm hiểu thì cứ vào tìm hiểu ha. Thì cả nhà biết một điều thì Nguyễn Xin một người cũng rất là nổi tiếng, chứ không phải đơn giản ha. Và đây là một cái sự việc đã và đang. Và cô Nguyễn Phương Hằng, giám đốc, phó giám đốc COL, bà chủ Đại Nam, sẽ gặp rắc rối cực kỳ lớn. Đó là một cái sự việc rõ ràng và chắc chắn ha. Tại vì sao cô là luôn kêu rằng mình là một người yêu nước và thương dân, mà đối diện với một cái tổ chức khủng bố, một tổ chức Việt Tân nhằm là lật đổ chính quyền như thế, mà cô lại là không điện cơ quan chức năng trực tiếp, hoặc là nhanh chóng phải là giữ người đó lại để mà báo cho cơ quan chức năng để họ điều tra và làm rõ sự việc. Rõ ràng là vậy. Và cô đợi tới ngày 20 tháng 10 cô mới phanh phôi ra, cô mới làm. Đó là cái chủ đề chính, trực quốc không trực phát nào, là cô đang nhầm lẫn hay là cô đang cố tình, thì mọi người chúng ta cùng tìm hiểu sau này. Nhưng mà sự việc này nó dẫn đến nhiều hệ lụy cho cô. Đó là sự việc của gà. Và cuối video thì cô xin chúc cho cô chú anh chị mình có một buổi chiều của ngày 21 tháng 10 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Cô xin chào và hẹn gặp lại.